Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, chắc hẳn từ lâu tôm đã là món ăn quen thuộc và được rất nhiều người yêu thích. Mỗi con tôm chứa hàm lượng khoáng chất thiết yếu cho con người như đạm, canxi, phốt pho, ngăn ngừa nguy cơ tim mạch, đột quỵ, củng cố xương chắc khỏe cùng với rất nhiều lợi ích khác nữa. Thế nhưng các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo rằng có một số bộ phận của tôm bạn tuyệt đối không nên ăn để đảm bảo sức khỏe, bởi những bộ phận đó khi ăn vào sẽ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm ở mọi lứa tuổi. Vậy khi ăn tôm thì chúng ta cần loại bỏ những thực phẩm nào và nên ăn tôm như thế nào để có được những lợi ích sức khỏe? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó. Các bạn thân mến, tôm mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng khi ăn, bạn nên loại bỏ những bộ phận sau để hấp thu tối đa những chất dinh dưỡng nhé. Thứ nhất là mắt tôm. Nhiều người cho rằng mắt tôm chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho mắt, nhưng hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu hay tổ chức y tế dinh dưỡng nào chứng nhận. Thực tế, theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu bị đau mắt đỏ ăn tôm vào sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ hai, vỏ tôm. Rất nhiều người cố gắng ăn phần vỏ tôm cứng vì nghĩ rằng chúng có nhiều canxi. Thực tế, bộ phận của tôm chứa nhiều canxi nhất là phần thịt, càng và chân. Vỏ tôm chứa kitin cứng, dạ dày không tiêu hóa được mà sẽ đào thải ra bên ngoài. Thậm chí nhiều người mắc các bệnh về đường tiêu hóa hay dạ dày khi ăn vỏ tôm còn khiến các cơ quan bị ảnh hưởng và không tiêu hóa được. Đặc biệt là ở trẻ nhỏ thì càng không nên ăn vỏ tôm vì vỏ tôm cứng gây nên các triệu chứng khó tiêu. Thứ ba là đầu tôm. Nhiều người cho rằng đầu tôm rất bổ dưỡng, trong đó mắt tôm tốt cho thị lực và não bộ. Nhiều bà nội trợ còn có thói quen để nguyên đầu tôm hoặc cắt đầu tôm ra giã nấu canh. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Trên thực tế, đầu là phần chứa chất thải của tôm nên tiềm ẩn nhiều ký sinh trùng và tích tụ các kim loại nặng như asen. Với phụ nữ mang thai, độc tính của asen thường rất mạnh, ăn nhiều có thể dẫn đến dị tật thai nhi hoặc sảy thai. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua tôm cần quan sát phần đầu. Nếu đầu tôm chuyển màu đen, có khả năng bị nhiễm kim loại nặng, các chất độc hại. Ngoài việc không ăn những bộ phận trên, khi ăn tôm bạn hãy tránh những sai lầm sau đây, kẻo rước thêm bệnh vào người. Sai lầm thứ nhất là ăn tôm tái, sống. Rất nhiều người Việt có thói quen ăn tôm tái, một phần vì sở thích, một phần vì cho rằng ăn như vậy sẽ hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng. Nhưng thực tế trong tôm sống tiềm ẩn có nguy cơ có ấu trùng giun. Vì vậy, ăn tôm hay hải sản sống có nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng. Do vậy, khi chế biến hải sản, đặc biệt là tôm, cần đun sôi nước khoảng từ 4 tới 5 phút để khử trùng đầy đủ. Vì trong tôm có chứa vi khuẩn Vibroparahimeliticus có khả năng chịu nhiệt cao. Sai lầm thứ hai là ăn quá nhiều tôm. Nhiều người nghĩ rằng ăn nhiều tôm sẽ tốt cho sức khỏe vì đây là loại thực phẩm chứa rất nhiều dinh dưỡng. Nhưng thực tế các chất dinh dưỡng có trong tôm như đạm, phốt pho, axit béo, canxi, các chất khoáng, nếu được hấp thụ quá nhiều sẽ gây rối loạn tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy. Theo nghiên cứu, người lớn chỉ nên ăn tối đa 100g tôm mỗi ngày và trẻ em dưới 4 tuổi chỉ nên ăn hạn chế ở mức 20-50g thịt tôm tùy từng lứa tuổi. Sai lầm thứ ba, ăn tôm cùng rau củ quả giàu vitamin C. Tôm không nên nấu chung với các loại rau củ giàu vitamin C hoặc không ăn các loại quả giàu vitamin C ngay sau khi ăn tôm vì vitamin C có thể kết hợp với độc tố có sẵn trong vỏ tôm gây ngộ độc nghiêm trọng. Trẻ em nếu ăn tôm nên tránh cho trẻ ăn các thực phẩm giàu vitamin C khoảng sau 4 giờ. Tôm chứa rất nhiều asen hóa trị 5, chất này không gây độc cho cơ thể, nhưng nếu kết hợp với các loại rau củ quả giàu vitamin C thì asen hóa trị 5 chuyển thành asen hóa trị 3, tức chất thạch tín, chất rất độc có thể gây chết người. Chính vì vậy các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên nấu chung tôm với các loại rau củ giàu vitamin C hoặc ăn các loại quả giàu vitamin C như cam, chanh, cà chua ngay sau khi ăn tôm. Đối với trẻ em nên tránh cho chúng ăn những thực phẩm giàu vitamin C khoảng 4 giờ sau khi ăn tôm. Sai lầm thứ tư, ăn tôm khi bị ho. Đang bị ho mà ăn tôm sẽ khiến bệnh càng nặng hơn bởi hệ thống hô hấp của người bị ho rất dễ phản ứng với vị tanh từ tôm, khiến bệnh sẽ lâu khỏi. Trường hợp nếu bị ho do dị ứng, bạn nên kiêng tôm cho đến khi khỏi hẳn vì đôi khi hiện tượng ho có thể do hậu quả của dị ứng thực phẩm. Cuối cùng, phụ nữ sau sinh không nên ăn tôm là sai lầm. Dân gian cho rằng sản phụ sau khi sinh không nên ăn tôm vì ăn tôm sẽ gây lạnh bụng, đau bụng, thậm chí với sản phụ sinh mổ thì sẽ dẫn đến sẹo lồi. Tuy nhiên thực tế không có nghiên cứu nào chứng minh ăn tôm sẽ làm cho vết sẹo sau mổ to hơn hay lồi lên mà nó phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Lời khuyên của chuyên gia
là người mẹ nên ăn lượng tôm vừa phải sẽ cung cấp dinh dưỡng cho con qua sữa mẹ vì tôm rất giàu dinh dưỡng. Lưu ý, phải chế biến kỹ thịt tôm để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Quý vị thân mến, hiện nay không chỉ tôm mà các món ăn được chế biến từ các loại hải sản khác đã ngày càng phổ biến trong những bữa ăn gia đình. Hải sản phải ăn lúc còn tươi sống mới có vị ngon nhất và nhiều dinh dưỡng nhất. Tuy nhiên, việc làm thế nào để giữ cho hải sản luôn được tươi ngon và đảm bảo lưu trữ tối đa hàm lượng dinh dưỡng thì có lẽ nhiều người còn chưa biết tới. Vậy làm thế nào để bảo quản hải sản tươi sống tốt nhất? Hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Cách bảo quản và chế biến hải sản luôn tươi ngon, tròn vị là: thứ nhất, sơ chế hải sản tươi sống. Vì nhiều khi mua hải sản tươi sống về mà bạn không dùng ngay thì bạn nên biết cách sơ chế qua và làm sạch chúng trước khi đem đi bảo quản. Dưới đây là một vài loại hải sản tươi sống sẽ thường gặp nhất. Hải sản tươi sống với các loại như sò, ốc, nghêu là những loại hải sản có vỏ cứng thì bạn chú ý không làm hỏng lớp vỏ của chúng. Những loại này thường rất dễ bảo quản vì bạn chỉ cần cho chúng vào cái túi vải sạch, sau đó vài ít nước để giữ độ ẩm là bạn có thể giữ chúng từ 1 tới 2 ngày bên ngoài mà không cần cho vào tủ lạnh. Với các loại hải sản như hàu, điệp thì bạn nên cất vào những chiếc hộp và để riêng chúng trong tủ lạnh. Bạn cũng có thể lấy phần thịt của chúng như thịt hàu sữa ra cho lên đĩa vắt chút chanh lên và để một góc riêng trong tủ lạnh xa các loại thực phẩm khác. Các loại cá biển và mực thì bạn nên loại bỏ phần ruột và lớp da bên ngoài, rồi bọc kín chúng trong lớp bao nhựa sạch rồi cho vào tủ lạnh. Đối với tôm thì bạn có thể cắt dâu rồi bỏ phần đầu đi cho chúng vào một bát nước, sau đó cho lên ngăn lạnh là bạn có thể để rất lâu mà tôm vẫn còn tươi. Khi sơ chế, các bạn chú ý cần nhẹ nhàng, tránh gây dập nát hải sản sẽ khiến dễ hỏng hơn. Thứ hai, cách chế biến hải sản. Vì hải sản tươi sống thường được cất trên ngăn đá nên khi muốn chế biến thì bạn nên để chúng xuống ngăn mát trước một ngày để giã đông. Còn nếu bạn muốn chế biến ngay thì có thể dùng lò vi sóng hay để chúng dưới vòi nước lạnh để giã đông. Tránh dùng nước nóng để giã đông vì nó có thể khiến cho hải sản dễ bị dính vi khuẩn hơn và mùi vị cũng không ngon nữa. Tùy thuộc vào từng loại hải sản mà bạn sẽ phải lựa chọn phương pháp chế biến khác nhau. Sau đây là một số gợi ý về cách chế biến hải sản giúp các bạn có được những món ăn thơm ngon và giàu dưỡng chất. Cách 1. Nướng vị. Phương pháp này có thể áp dụng đối với mọi loại hải sản. Tuy nhiên, kỹ thuật nướng khác nhau tùy thuộc vào loại hải sản mà bạn muốn chế biến. Đối với những loại cá nhỏ, ít thịt, mình mỏng như cá chỉ vàng hoặc cá bơn, bạn nên cuộn chúng trong giấy bạc trước khi đặt lên vỉ nướng để chúng không bị vỡ và rơi ra ngoài. Nguyên tắc này cũng được áp dụng với các loại hải sản có vỏ như tôm hoặc sò, điệp vì chúng có thể lọt qua khe của vỉ nướng. Nướng vỉ đặc biệt thích hợp với các miếng thịt dày và thịt phi lê từ những loại cá lớn như cá hồi, cá kiếm. Cách 2. Rang. Rang giúp tạo một lớp vỏ giòn ở bên ngoài trong khi vẫn giữ được độ ẩm cho thịt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại hải sản cần phải nấu nhanh như sò, điệp, vốn rất dễ bị dai nếu đun nóng quá lâu. Cách chế biến này cũng phù hợp với các loại thịt phi lê cần có lớp vỏ vàng và giòn. Phương pháp rang khá đơn giản, bạn chỉ cần đặt chảo lên bếp và đun nóng rồi cho hải sản vào. Chú ý điều chỉnh nhiệt độ và lật trở đều tay để món ăn không bị cháy. Cách 3. Kho, diêm. Món kho, diêm đòi hỏi bạn phải sử dụng thêm một số gia vị đi kèm như dầu ăn, nước dùng, bơ, gia vị. Phương pháp này chỉ phù hợp với các loại cá có thịt chắc và cứng. Món ăn nhờ vậy sẽ mềm và có hương vị nhẹ nhàng, thơm ngon hơn. Những loại cá nhiều thịt như cá hồi, cá bơn rất thích hợp để kho hay diêm. Cách 4. Nướng hoặc quay bằng lò. Đây là phương pháp nấu khá đơn giản và tiện lợi cho các món cá, dưới mọi hình thức, từ phi lê, thái khúc cho đến nguyên con. Bạn chỉ cần bọc toàn bộ phần hải sản muốn nướng hay quay vào trong giấy bạc để giữ cho thịt cá vẫn có độ ẩm, không bị bốc hết hơi nước trong quá trình nướng. Cùng với những loại gia vị thảo dược có mùi thơm, cách nêm nếm tùy thuộc vào sở thích của từng người. Đối với những loại cá có nhiều dầu như cá hồi hoặc cá thu, bạn không cần sử dụng giấy bạc vì thịt sẽ vẫn còn độ ẩm sau khi nướng. Khi nướng cá nguyên con, bạn có thể dùng thêm khoai tây, cà rốt, hành trang trí xung quanh khay nướng hoặc nhồi vào bụng cá, tương tự như nướng, quay các loại thịt gia cầm. Cách 5. Chiên giòn, chiên nhiều dầu. Nếu có đầy đủ các dụng cụ để phục vụ cho món chiên giòn, bạn nên chế biến hải sản theo cách này. Bí quyết để món chiên giòn của bạn thành công chính là việc lựa chọn đúng loại bột chiên phù hợp. Hải sản có hương vị khá nhẹ, do đó bạn cần chế biến bột chiên thật nhạt, không quá đậm, không cho nhiều gia vị hoặc có mùi quá nồng.
bì hoặc những loại bột chiên giòn có mùi nhẹ sẽ là những lựa chọn tốt nhất đối với hải sản. Bất kỳ loại hải sản nào cũng có thể chiên giòn. Tuy nhiên, bạn nên thái hải sản thành những miếng nhỏ và mỏng để chúng kịp chín trước khi lớp bột bên ngoài bị cháy. Những loại hải sản có vỏ như tôm, sò điệp và chay cũng là những lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho các món chiên giòn. Cách thứ 6 là hấp. Khi làm món hải sản hấp thì bạn nên đặt chúng cách mặt nước khoảng 7cm là độ cao thích hợp nhất và nhớ để lửa nhỏ và đậy thật kín để hơi nóng không thoát ra. Khi nước đã sôi thì bạn tắt lửa đi và để đấy khoảng 4 đến 9 phút nữa cho hải sản chín tiếp rồi mới mở nắp ra. Bạn chú ý không để quá lâu vì hải sản có thể bị khô và mất đi vị ngọt vốn có của chúng. Quý vị thân mến, hy vọng qua những thông tin trong video ngày hôm nay đã giúp bạn có thêm những kiến thức khi sơ chế và chế biến hải sản để đem đến những món ăn thơm ngon cho cả gia đình nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.